các bác nhá. Anh em tiếp tục bộ karaoke thứ 3 trong ngày, 23 triệu 9 về Hà Giang các bác nhá. Đây anh em vừa chuyển ô tô ra. Đây, nhà xe Quang Tuyến là Yên Nghĩa Hà Giang đây. Một về cho anh Toàn ở Hà Giang, một đôi loa HA 12 Pro này. Một con đẩy chạy máy Class H 688 Plus, nâng tiếng mic 68 vang HA 800 và mic 680 Plus nhá. Các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0374681191 nhá. Đó, anh em vẫn triển khai chuyển hàng trong dịp cuối năm rất là nhiều. Đang ở đây ạ, đang chờ xe đến đấy ạ. Ok. Tầm 1 rưỡi đến 2 giờ sẽ có một bộ về Phú Thọ nữa, gần 30 triệu và một bộ bọn em tiếp tục lắp ở chiều anh em về sẽ lắp ở Ba Vì các bác nhá. Đấy, còn sáng nay là anh em đi một bộ Bắc Giang thì hôm nay rất là nhiều. Em quay video em cũng phải nói nhanh đấy. Bởi vì nhanh nên cho hàng lên xe bọn em về, còn tiếp theo những bộ tiếp theo nha các bác nhá. Đấy, anh em đi thợ đi là bọn em là phải chở hàng hết. Đấy, tiếp tục cuộc karaoke. Rồi, em nói xe cho bác nhá. Thoại 0374681191 nhá. Rồi quay trở lại với các thớt này, đôi loa HA 12 Pro. Đó, đến với các thớt karaoke, một con đẩy chạy máy Class H cao cấp nhất PK 688 Plus, một con nâng tiếng VIP 68, một con vang số Liker HA 800 Pro. Đây, bọn em đã set up phần số bằng máy tính, còn phần cơ thì bác về dễ dàng chỉnh bằng tô vít hai cạnh, bát trung chép của nhạc, bát trung chép của tiếng mic. Đấy, không thì vặn mỗi to nhỏ ba nút của mic của vang này thôi, mic nhạc và vang nhại nhiều hay ít. Đó, rất là dễ sử dụng nhá. Một bộ mic thiết kế sự kiện HA 680 Plus. Đó, tay mic cực kỳ sang trọng các bác nhá. Cực kỳ sang trọng và quan trọng chất âm của nó rất là hay, đẩy tiếng. Đó, hát rất là hay. Bộ karaoke trị giá là 23.900.000 anh em test nhanh thôi, bởi vì bộ này bọn em đã bán rất là nhiều ở trên kênh rồi. Đã đi lắp ở Hải Dương và Bắc Giang rất là nhiều rồi. Ok chưa? Thiết kế cực kỳ sang trọng. Ngoài cái chất lượng âm thanh thì khỏi chê thì bọn em cũng tuyển chọn những cái sản phẩm mà nó đồng bộ với nhau. Đấy, đồng bộ với nhau làm sao nó thiết kế được sao nó đẹp nhất, sang trọng nhất. Đấy, để bày phòng khách cho gia đình các bác nhá. Bốn thớt karaoke và một đôi loa HA 12 Pro. Nó trị giá 23.900.000 anh em test về cho anh Toàn ở Hà Giang các bác nhá. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0374681191, kết bạn Zalo số này số em. Đấy, kết bạn Zalo sẽ có nhân viên tư vấn cho bác về những bộ dàn của Kim Thanh nhá. Hãy để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Để ra vài giây like video và đăng ký kênh giúp em. Rồi, chào các bác ở video lần sau nhé.